Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chương trình xử lý tín hiệu analog trong PLC LX. Thông qua bài toán cụ thể là ta đọc tín hiệu từ cảm biến áp suất để điều khiển ổn định áp suất trong hệ thống đường ống. Cảm biến áp suất chúng ta sử dụng là có điện áp phản hồi là 0 đến 10V và dễ đo 0 đến 16.3. Để xử lý tín hiệu analog đọc từ cảm biến áp suất, ta cần phải có mô đun analog và có hai dạng là analog input và analog output. Mô đun analog input sẽ chuyển dãy tín hiệu đầu vào dòng điện hoặc là điện áp, ví dụ như từ 0 đến 10V hoặc là 0 đến 20mA v.v. thành giá trị số từ 0 đến 4.000 hoặc là từ âm 2.000 đến 2.000. Mô đun analog output là chuyển dãy tín hiệu số từ 0 đến 4.000 hoặc là từ âm 2.000 đến 2.000 thành tín hiệu analog dòng và áp từ 0 đến 10V hoặc là từ 0 đến 20mA v.v. Ta đi vào một bài toán cụ thể. Khi ta nhấn nút Start thì bơm hoạt động và áp suất được bơm vào đường ống đến 13. Khi áp suất giảm xuống nhỏ hơn hoặc bằng 8,53 thì bơm sẽ hoạt động, và khi đạt đến 13 thì bơm dừng. Quá trình này được lặp lại cho đến khi ta nhấn nút stop, và khi áp suất nhỏ hơn 8,53 thì ta bật đèn báo mức thấp. Khi áp suất lớn hơn 13 thì đèn báo mức cao hoạt động. Bây giờ ta giới thiệu sơ qua về hồn scale tín hiệu analog. Tín hiệu đọc từ cảm biến áp suất từ 0 đến 10V qua mô đun analog input, nó sẽ chuyển thành tín hiệu số từ 0 đến 4.000 và sẽ được lưu vào ô nhớ U01.04 tùy theo mô đun analog mà địa chỉ này có thể thay đổi. Thông qua giá trị trong vùng nhớ U01.04, ta xác định được giá trị áp suất ứng với mũi giá trị trong U01.04 và hồn tính giá trị áp suất. Gọi là hồn scale. Giờ ta mở một chương trình mới và đặt tên cho chương trình là analog. Ta vào chương trình, ta bấm F10 để nhập hồn an. Tiếp theo ta đi vào phần cấu hình cho mô đun analog. Ta vào phần IO parameter ở slot số 0 là CPU. Ví dụ ở đây ta sẽ chọn là CPU XGB XPC DR30X. Ở slot số 1 ta sẽ vào phần Special Modulic và ta chọn mô đun analog có phần analog input và analog output. Ở đây ta chọn, ta vào mục analog IO mô đun, ta sẽ chọn mô đun là XPS AH05
0,4A. Tiếp theo, ta nhấp nút voltage module để cài đặt các thông số. Cho module, ví dụ ở đây ta có hai kênh vô là CH0 và CH1. Hai kênh input đầu vô và bạn sử dụng kênh nào thì kích hoạt nó lên, enable nó lên. Giả sử ở đây ta sử dụng kênh CH0, tức là ta đã nối cảm biến vào CH0. Và để cài đặt thông số cho cảm biến, ở đây ta sử dụng cảm biến là từ 0 đến 10V. Thì ta chọn ở đây là 0 đến 10V. Và tiếp theo là giải số. Ở đây ta chọn là từ 0 đến 4.000. Thì trong module ta cũng sẽ cài đặt là 0 đến 4.000. Và để cấu hình cho vùng nhớ, ta vừa tắt Edit và chọn mục Register Modulic Variable Command. Các ô nhớ đã xuất hiện. Đây là các vùng nhớ của module Analog. Ví dụ đây là U01.00.0, tức là cài bố lỗi. U01.00.f là cài bố trọng thá của module đã sẵn sàng. Và điều ta quan tâm là địa chỉ U01.04. Đây là địa chỉ sẽ lưu giá trị số từ 0 đến 4.000. Bây giờ ta đi vào viết chương trình chính. Đầu tiên là ta viết cho khối Start Stop. Ta có BigM0 là nút Start. BigM1 là nút Start. BigM2 là nút Stop. Và BigM0 là ngõ ra của khối Start Stop. Sẽ có tiếp điểm duy trì là M0. Tiếp theo, để sử dụng module ta phải khai bố trong phần chương trình, hay là khi ta nhấn nút start thì khối module này ta kích hoạt, ta tích cái module này lên để sử dụng. Ta tích kênh CH0 khi kênh CH0 đã được kích hoạt, thì ta tiến hành move giá trị. Trong ô nhớ U01.04 trong VLC, ta mua U01.04 và ta lưu vào thanh ghi D200. Tiếp theo,
ta đi, ta sử dụng hòm scale số thực để tiến hành tính toán áp suất giá trị đầu ra. Đây ta bấm F10 và ta nhập R scale, ta nhập các thông số D200, D20, D30 và D40. Hòm scale này ta đã nói chi tiết ở trong video trước, các bạn có thể xem lại, và đường link ta để ở phần mô tả bên dưới. Ở đây ta chuyển giá trị 4000 bộ D20 và chuyển giá trị 0 bộ D22. Đây là các giá trị input max và input min. Tiếp theo ta chuyển giá trị của đầu ra 16 vào D30. Đây là giá trị max của dãy đo cảm biến áp suất và giá trị 0 là giá trị min của cảm biến áp suất. Ta lưu vào D32. Đây là output min. Ta ghi chú D200 là tín hiệu đầu vô in chạy từ 0 đến 4000. Giá trị này ta lấy ở địa chỉ PLC U01.04 và D40 là tín hiệu out chạy từ 0 đến 16. Bây giờ ta đi viết chương trình để điều khiển cho bơm và các đèn báo. Ta đi so sánh số thực, ta so sánh D40 với 8.53. Nếu điều kiện này thỏa mãn thì ta sẽ set ngõ ra cho bơm, tức là P40. Ta set P40 và tiếp theo ta so sánh D40 với 13. Nếu điều kiện này thỏa mãn thì ta reset cho bơm, tức là ta cho bơm ngừng hoạt động. Ta so sánh D40 lớn hơn 13 thì ta reset bơm. Và tương tự ta đi so sánh D40 với 8.5. Nếu điều kiện này thỏa mãn thì ta out ra đèn báo mức thấp. Và tương tự ta so sánh số thực D40 với 13. Nếu điều kiện này thỏa mãn thì ta out ra đèn báo mức cao. Chương trình của chúng ta viết đến đây là kết thúc. Bây giờ ta đi ghi chú. Ta tạo một số ghi chú
để ra chương trình. Dễ đọc và dễ hiểu. Ta thêm các khối Start Stop vào để khởi động và dừng chương trình. Và để mô phỏng, ở đây ta không có VLC và cảm biến áp suất để ta đọc được giá trị trong ô D200. Cho nên ta sẽ thay đổi giá trị của D40, ta thay thành D42 để chúng ta nhập vào một số giá trị của áp suất để theo dõi. Và ta tiến hành chạy mô phỏng. Đầu tiên ta bật nút Start thì bơm sẽ bắt đầu hoạt động. Khi bơm đến áp suất 8.63, ở đây là ta nhập 8.6 vào, thì bơm vẫn hoạt động vì nó chưa đạt đến 13. Và khi áp suất đạt 10 trên 13, tức là ở đây ta nhập là 10.1, thì bơm sẽ ngừng hoạt động. Và tiếp theo là khi áp suất giảm xuống, sẽ ở đây ta nhập là 8.63, thì bơm vẫn chưa hoạt động vì chưa nhỏ hơn 8.5. Và khi ta nhập 8.5 thì bơm sẽ hoạt động trở lại. Và tương tự khi ta tăng áp suất lên 9.3 thì bơm vẫn còn hoạt động. Và khi ta nhập là 10 lớn hơn 13 thì bơm sẽ tắt. Ta quan sát các đàn bố cũng hoạt động như vậy. Video này đến đây kết thúc.